Ngày 2 tháng 10 vừa qua, chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người Việt đã được Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam-Nhật Bản FAVIJA tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Cuộc thi có sự tham gia của 15 thí sinh, được chọn từ hơn 100 bài dự thi viết văn và từ 40 thí sinh vòng sơ khảo. Các chủ đề xoay quanh những câu chuyện thực tế tại Nhật và những vấn đề được nhiều người quan tâm như thực tập sinh. やはりね、これだけ日本人のベトナムの方々が多くなるとテーマも様々なテーマ、特についちょっと前のその恋愛に関するその距離を離れた恋愛、あるいは距離だけじゃなくてね、時間もそういうその自分の考えなんかもね、率直にこう出していただける様々なテーマについてですね深まっているなっていう感じを持ちました。引き続きいろいろ勉強しながら頑張っていただければ、もっともっと日本とベトナムの友好も深めるだろうし。非常にレベルが高いっていうのが、まあ、率直な印象です。2人印象に残りました。1人は赤ちゃんの成長っていうのを、それを大事にしなきゃいけないっていうことに気がついて、非常に自分の生き方も変わったというような話がとても印象的でした。もう一人は看護の方で、アルバイトで看護施設に働いていて、そこである入所者の死と向き合って感じたという、これは少数民族の方なんですけども、とても感動的でした。Cuộc thi đã trao giải nhất trình độ cao cấp cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà với đề tài Hãy trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời tại Nhật Bản. Giải nhì là thí sinh Chu Hà Quỳnh Anh, giải ba là thí sinh Nguyễn Thị Nga. Về trình độ trung cấp, giải nhất thuộc về thí sinh Lương Hà Anh với chủ đề Đời người chỉ gặp một lần. Giải nhì là thí sinh Phú Nữ Ái Nhung và giải ba là thí sinh Nguyễn Hà Thanh. Bài hùng biện của em hôm nay thật ra là về những cái trải nghiệm thực tế mà em đã có ở Nhật. Và em đã được senpai chỉ cho em cái câu thành ngữ của Nhật rất là nổi tiếng, đó là Ichigo Ichie, đời người chỉ có một lần. Và thông qua cái câu thành ngữ này thì em cảm thấy mình cần phải quý trọng những cái phút giây trôi qua và sống trọn từng phút giây, quý trọng những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Những bạn nào mà tiếng Nhật vẫn còn hơi kém ấy, hay là còn chưa tự tin ấy, thì mình hãy tự tin nói thật nhiều vào để rèn luyện tiếng Nhật mình tốt lên. Còn những bạn nào mà đã hơi tốt rồi nhưng mà không biết là xoay sở là làm sao cho nó tốt hơn nữa, thì em có một câu là Nihongo benkyou suru n janakute Nihongo de nanika o benkyou suru, có nghĩa là mình không phải là mình chiêu sinh học đọc tiếng Nhật không, mà mình hãy dùng tiếng Nhật để mình học những cái thứ khác, có thể là những cái thứ mà các bạn yêu thích chẳng hạn, thì nó sẽ không stress mà tiếng Nhật nó sẽ sao ta mình có thể tanoshiku benkyou dekiru. Dạ. Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người Việt 2022 đã nhận được sự quan tâm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hội hữu nghị Nhật Việt, sự đồng hành từ các doanh nghiệp Việt-Nhật như Nippon Travel, công ty Tonile Mobile, công ty hợp tác y tế Việt Nam-Nhật Bản VCIIC cùng nhiều các công ty Việt Nam khác tại Nhật Bản. Nippon Travel cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi là một trong những nhà tài trợ cho chương trình. Lý do Nippon Travel tài trợ cho chương trình là nơi đây hội tụ rất là nhiều những bạn thí sinh giỏi và đang nỗ lực hết mình thể hiện bản thân cho tất cả mọi người thấy được một cái năng lượng rất là tốt. Chính vì vậy nên là mình cũng muốn truyền đạt cho tất cả mọi người sống tại Nhật Bản để cái năng lượng như thế này. Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2022 là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản của Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam-Nhật Bản FAVIJA.